Những ngày này, cán bộ, đảng viên và nhân dân xã An Lư, đơn vị anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân đang nô nức chào đón một sự kiện chính trị trọng đại. Đại hội đại biểu Đảng bộ xã An Lư khóa 27, nhiệm kỳ 2020-2025. Rất đáng tự hào bởi trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ xã An Lư đã phát huy tinh thần đoàn kết, sáng tạo, khắc phục khó khăn, không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu, cùng Đảng bộ và nhân dân toàn huyện viết tiếp những trang sử vàng về truyền thống yêu nước và tiến trình đổi mới, phát triển quê hương ngày càng văn minh, giàu đẹp. Những kết quả toàn diện, đồng đều trên các lĩnh vực trong nhiệm kỳ qua là minh chứng rõ nét nhất cho sự nỗ lực, tinh thần đoàn kết, đồng lòng, quyết tâm chính trị cao của toàn Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã An Lư, xứng đáng với truyền thống vẻ vang, quê hương anh hùng và tiềm năng thế mạnh của địa phương, vốn nổi tiếng cả nước với ngành nghề truyền thống vận tải thủy. Nằm ở phía đông, gần trung tâm huyện, diện tích hơn 640 ha. Trong suốt chiều dài lịch sử, từ khi khai phá đất hoang, lập An Trang đến nay, nhất là từ khi có sự lãnh đạo của Đảng, các thế hệ người dân An Lư đã không ngừng vun đắp lên truyền thống cần cù sáng tạo trong lao động sản xuất, dũng cảm kiên cường trong đấu tranh giải phóng dân tộc và bảo vệ Tổ quốc. Nhắc về An Lư, người dân nơi đây vô cùng tự hào về những giá trị văn hóa, lịch sử và những dấu ấn trong thời kỳ mới. Đó là di tích cầu xưa, biểu trưng cho tinh thần anh dũng bất khuất của nhân dân An Lư. Tự hào về truyền thống, người dân An Lư lại càng tự hào trước những đổi thay từng ngày của xã nhà trong sự nghiệp đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Những thành tựu đã đạt được là kết quả dựng xây, vun đắp từ truyền thống đến hiện tại, dưới sự lãnh đạo sáng suốt và trực tiếp của Đảng ủy xã An Lư. Đảng bộ xã An Lư có 18 chi bộ đảng trực thuộc với 223 đảng viên. Phát huy sức mạnh đoàn kết thống nhất, Đảng bộ xã An Lư luôn đổi mới, nâng cao công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đồng thời tổ chức quán triệt, học tập, thực hiện tốt các chỉ thị nghị quyết của Trung ương, Thành ủy, Huyện ủy và Đảng ủy xã, nhằm tăng cường công tác lãnh đạo điều hành, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới. Đảng bộ xã An Lư đã làm tốt công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng và sắp xếp luân chuyển cán bộ hợp lý, đảm bảo tính kế thừa, xây dựng được đội ngũ cán bộ có bản lĩnh chính trị vững vàng, có trình độ, năng lực, tâm huyết và trách nhiệm cao. Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, kết nạp đảng viên mới được quan tâm chú trọng. Trong nhiệm kỳ đã kết nạp được 27 đảng viên, đạt 90% chỉ tiêu huyện giao. Đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức xã không ngừng được học tập, rèn luyện, nâng cao trình độ lý luận chính trị, trình độ chuyên môn. Đến nay, đã có 21 trên 23 cán bộ, công chức đạt trình độ trung cấp lý luận chính trị. Thực hiện nghị quyết Trung ương 4 khóa 12 về tăng cường xây dựng chỉnh đốn đảng, ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ, gắn với chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đảng bộ xã An Lư đã tập trung lãnh đạo chỉ đạo, qua đó xuất hiện nhiều nhân tố mới, nhiều điển hình tích cực. Tiêu biểu có một cá nhân được Ủy ban Nhân dân thành phố tặng bằng khen, góp phần củng cố thêm niềm tin cho quần chúng nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng. Nghị quyết số 02 của Huyện ủy về phân công nhiệm vụ công tác cho đảng viên được thực hiện tốt. Nội dung sinh hoạt chi bộ thường xuyên được đổi mới phù hợp. Mỗi một chi bộ lại có những cách làm sáng tạo, hiệu quả, tạo sự đoàn kết, thống nhất, xây dựng chi bộ ngày càng trong sạch, vững mạnh, thực sự là hạt nhân lãnh đạo nhân dân, thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ, nhất là trong phong trào xây dựng nông thôn mới. Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể thực hiện tốt vai trò giám sát, phản biện xã hội, đoàn kết, thu hút, tập hợp nhân dân và thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chung. Một trong những nhiệm vụ trọng tâm xuyên suốt nhiệm kỳ qua mà Đảng bộ xã An Lư đã tập trung lãnh đạo chỉ đạo thực hiện tốt, đó là xây dựng nông thôn mới. Ban chấp hành Đảng bộ xã tập trung trong công tác lãnh đạo chỉ đạo, xây dựng nghị quyết chuyên đề, phát động phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. 237 tuyến đường giao thông được xây dựng mới với tổng chiều dài gần 18 km. Diện mạo nông thôn An Lư ngày càng có nhiều khởi sắc, đời sống vật chất và tinh thần của người dân ngày một nâng lên. Đến nay, địa phương đã cơ bản hoàn thành 19 tiêu chí quốc gia về xây dựng nông thôn mới, nhận được sự đồng thuận, hài lòng của người dân. Các công trình nhà văn hóa, nhà đa năng, thư viện trường học tiếp tục được hoàn thiện. Công tác chăm sóc sức khỏe người dân được thực hiện tốt, công tác giáo dục nâng cao cả về quy mô và chất lượng.
100% giáo viên đạt chuẩn và trên chuẩn. Tỷ lệ học sinh khá giỏi hàng năm đều đạt từ 60 đến 70%. Trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia mức độ 2, trường mầm non duy trì chuẩn quốc gia mức độ 1. Nhiệm kỳ 2015-2020, dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ, chính quyền huyện Thủy Nguyên, cùng những cách làm sáng tạo, giải pháp đồng bộ, nhất là sự chung sức, đồng lòng của cấp ủy Đảng, chính quyền và nhân dân xã An Lư, các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội đều hoàn thành, đáp ứng niềm mong mỏi của người dân. Kinh tế địa phương phát triển ổn định theo hướng tăng tỷ trọng các ngành công nghiệp, xây dựng, thương mại, dịch vụ, giảm tỷ trọng ngành nông nghiệp. Tổng giá trị các ngành đến nay ước đạt 5.000 tỷ đồng. Tỷ trọng ngành công nghiệp xây dựng chiếm 20,17%, tỷ trọng ngành thương mại dịch vụ chiếm 70,3%, vượt chỉ tiêu đại hội 0,3%, tỷ trọng ngành nông nghiệp chiếm 9,53%. Là địa phương có khu công nghiệp và dịch vụ vượt ship Hải Phòng nằm trên địa bàn xã, các hoạt động thương mại dịch vụ phát triển khá mạnh, số hộ kinh doanh khoảng trên 500 hộ với đa dạng các mặt hàng, đặc biệt là thủy hải sản tươi sống. Chợ xưa An Lư vẫn duy trì tốt vai trò là chợ đầu mối phục vụ nhân dân trong và ngoài địa phương. Doanh thu ước đạt trên 70 tỷ đồng trên năm, góp phần tăng thu nhập, ổn định đời sống của nhân dân. Thu nhập bình quân đầu người tăng từ 29 triệu đồng năm 2015 lên 65 triệu đồng trên một người năm 2019. Đi cùng sự phát triển về kinh tế, đời sống tinh thần của người dân ngày càng được nâng lên. Các phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao phát triển mạnh mẽ, qua đó thu hút, tập hợp đoàn kết nhân dân, nâng cao sức khỏe, hướng người dân đến cuộc sống văn minh tích cực. Niềm tin của nhân dân không ngừng được nâng lên, khối đại đoàn kết không ngừng được củng cố vững chắc khi lĩnh vực quân sự, quốc phòng, an ninh nông thôn tiếp tục được giữ vững. Phát huy những kết quả đã đạt được để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ, nghị quyết đại hội Đảng bộ xã An Lư khóa 27, nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng, chính quyền, mặt trận Tổ quốc và các ban ngành đoàn thể xác định. Thứ nhất, nâng cao công tác tuyên truyền, giáo dục tư tưởng chính trị, cán bộ đảng viên đẩy mạnh thực hiện việc học tập và làm theo tấm gương tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, tăng cường công tác xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh. Thứ hai, không ngừng đổi mới, củng cố và nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động của chính quyền và đẩy mạnh cải cách hành chính, đấu tranh phòng chống tham nhũng lãng phí. Thứ ba là tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức và nâng cao chất lượng hoạt động của mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân, phát động mạnh mẽ phong trào thi đua yêu nước, củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân, xây dựng đời sống văn hóa của dân cư, xây dựng phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Thứ tư là tiếp tục tập trung phát triển vào các lĩnh vực như vận tải, thương mại dịch vụ, nông nghiệp, nâng cao hiệu lực hiệu quả quản lý sử dụng đất đai, giải phóng mặt bằng, xây dựng cơ bản, phát triển văn hóa thể thao, giáo dục, y tế và đảm bảo an sinh xã hội. Thứ năm là củng cố quốc phòng an ninh, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, xây dựng lực lượng dân quân và công an xã có bản lĩnh, trí tuệ và năng lực công tác, chủ động và sẵn sàng đối phó với mọi tình huống. Chặng đường 5 năm một nhiệm kỳ khép lại với nhiều dấu ấn, nhiều kết quả nổi bật, khẳng định năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ xã An Lư, tạo động lực để An Lư tiếp tục phát huy tiềm năng thế mạnh, làm tốt hơn nữa công tác xây dựng Đảng, tăng cường củng cố hệ thống chính trị vững chắc, tạo niềm tin để cán bộ, nhân dân địa phương đoàn kết, đồng lòng, chung sức thực hiện thắng lợi mọi chỉ tiêu, nhiệm vụ mà nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã An Lư khóa 27, nhiệm kỳ 2020-2025 đề ra, đưa quê hương An Lư ngày càng phát triển giàu mạnh.